các bạn đã quay trở lại channel Hello Lanta Cuộc Sống ở Mỹ. Và ngày hôm nay mình làm cái video này, mình muốn chia sẻ một lý do mà tại sao mình làm cái kênh YouTube channel Hello Lanta Cuộc Sống ở Mỹ. Mình xin giới thiệu một chút xíu về bản thân mình. Mình tên thật là Linh. Ở Mỹ các bạn khác có thể gọi mình là Brian. Thì mình qua Mỹ được 3 năm rồi các bạn. Mình qua Mỹ vào tháng 3 năm 2016. Thì cái lúc mà khoảng thời gian đầu qua Mỹ á, thì mọi thứ nó có một sự thay đổi rất là lớn, đặc biệt là về văn hóa, rồi về những cái thói quen sinh hoạt, rồi về ngôn ngữ nó cũng có sự khác biệt. Nếu mà tiếng Anh mà các bạn học ở Việt Nam á, thì là vấn đề nó hơi trượt lớp một chút, nhưng mà khi các bạn qua Mỹ rồi là người ta nói giống như là người bản địa mà, cho nên là mọi thứ nó khác biệt dữ lắm. Thì mình thấy cái đó cũng phải mất một khoảng thời gian khá là dài để mình có thể thích nghi được. Thì qua một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, rồi ba năm, thì bây giờ là mình cảm thấy mọi thứ nó tốt dần hơn rất là nhiều. Thì trong thời gian đó thì mình khám phá được nước Mỹ có rất là nhiều điều hay để mình có thể chia sẻ được đến tất cả các bạn. Thì cái lý do thứ nhất mà mình làm cái kênh channel này là mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về văn hóa, con người ở Mỹ, cũng như là ẩm thực, rồi các nơi đẹp ở Mỹ, là những cái điểm đến du lịch mà Mỹ các bạn. Vì các bạn biết là nước Mỹ có 50 tiểu bang đó, cho nên là rất là rộng lớn. Thì không chỉ là những có tiểu bang này không, mà còn có những cái cảnh đẹp những tiểu bang khác mà mình chưa tới. Thì mình mong muốn có cái cơ hội khi mình đi qua những chỗ đó thì mình sẽ làm những video để review cho tất cả các bạn xem. Ok, vấn đề thứ hai mà mình làm cái kênh channel này đó chính là mình mong muốn được giúp một phần nào đó cho những bạn du học sinh, cũng như là những bạn thời gian tới có định cư Mỹ, thì các bạn sẽ hiểu thêm về nước Mỹ, đặc biệt là ở tiểu bang Georgia, ở thành phố Atlanta này. Thì mình đang ở Atlanta thì mình rất là mong muốn làm được tất cả những cái video về những cái địa điểm ở Atlanta. Atlanta này không chỉ có cái khu vực này thôi, nhưng mà nó còn rất là rộng. Mà Georgia thì nó rất là rộng, một cái tiểu bang rất là lớn, với đa số phần lớn là những cái đồi núi và có rất là nhiều cảnh đẹp. Ok, thì cái lý do thứ hai là mình muốn chia sẻ được để cho tất cả các bạn có cơ hội khi đi qua Mỹ du lịch, đặc biệt qua Atlanta, thì mình có được những cái khái niệm hoặc những cái chỗ đi nào đó cần thiết, thì các bạn có thể thêm vào cái danh sách của mình. Ok, và cái lý do thứ ba mà mình làm cái kênh channel này đó chính là mình có một cái sở thích về du lịch, đặc biệt là khám phá những cái điều mới mẻ trong cuộc sống, và đặc biệt là nước Mỹ này. Thì như mình đã nói thì nước Mỹ này còn rất nhiều cái hay để các bạn khám phá, tại vì những cái văn hóa ở mỗi vùng miền, ở mỗi thành phố, mỗi tiểu bang nó khác nhau, và kể cả những cái cảnh đẹp hay là những cái nơi đến nổi tiếng, nó đều có những đặc trưng rất là riêng và thể hiện và phản ánh được cái văn hóa của vùng đó. Thì mình rất mong là cái kênh channel này sẽ phát triển, và mình rất mong là nhận được những sự ủng hộ của tất cả các bạn để mình có thể làm thêm nhiều video về nước Mỹ, không chỉ về ăn uống ẩm thực mà còn tất cả những điểm đến du lịch mà mình sẽ đi qua sau này. Ok, rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn xem channel của mình. Và các bạn, nếu các bạn thích channel của mình thì các bạn có thể share, cũng như là đừng quên bấm nút subscribe để chia sẻ tất cả những video của mình cho tất cả các bạn khác cùng biết, để chúng ta có thể mở rộng kiến thức cùng nhau. Cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video giới thiệu về cái kênh channel này của mình. Brian rất là cảm ơn tất cả các bạn, và mong muốn sau này các bạn sẽ đồng hành với mình đi qua những cái những nơi đẹp và những cái điều hay ở đất nước Mỹ, cũng như là khắp nơi mà mình sẽ đi qua trong thời gian tới. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem channel của mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.